Và bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn khi mà động từ làm định ngữ chúng ta sẽ có mấy trường hợp và cái cách học như thế nào. Ok, đối với thì quá khứ thì các bạn ơi, các bạn nhớ lại như câu thế này. Đối với thì quá khứ chúng ta phải một là cộng in này, hai là cộng ninh này nha các bạn. Sau đó mới tới danh từ, được không? Rồi nhìn lướt qua cho cô nè, thấy nó giống nhau những cái nào? Hai thằng này với thằng này giống nhau nè, là gom lại thành một cục học cho nó dễ, được không? Các động từ mà có bạc chim, tại vì sao ở thì hiện tại hồi nãy chúng ta không phân ra là có bạc chim hoặc là không bạc chim các bạn? Tại vì khi nào nó cũng cộng với ninh, đúng không? Nhưng mà đối với dạng mà chi quá khứ thì nó lại cộng với một là in hay là ninh hay là niên, cho nên là nó sẽ phải chia ra là khi nào có bạc chim, khi nào không bạc chim, đúng không? Như vậy thì nếu như động từ mà có bạc chim thì chúng ta cộng thẳng với in luôn, in ha. Ví dụ một tà là ăn, co là kiểu như cái co này là mình hay sử dụng để mình sử dụng là cái gì đó đó, mình dùng từ co đúng không? Cái mà mình vừa mới ăn, mọc ninh co, mong ninh co, mong ninh co, được chưa? Như vậy chỗ này nó sẽ là mọc ninh co rồi. Tiếp theo mọc ninh co rồi. Cái áo đã mua nếu mà nó không có bạc chim, các bạn chỉ việc đưa thẳng cái ninh này vào ngay sau cái động từ đó cho cô ha, là sa tà với ột đúng không, thì là sa nột, tức là cái áo mình đã mua, cái áo mình đã mua, sa nột, được chưa? Rồi đối với trường hợp là riêng nè thì các bạn thấy là riêng nó đặc biệt nè, riêng này nó cũng sẽ bỏ riêng và cộng ninh vào ngay ở dưới đó. Cái hiện tại hồi nãy thì nó sẽ không có cộng ninh vào, mà nó không không có cộng ninh vào mà nó sẽ cộng luôn ninh, đúng không? Nhưng mà đối với quá khứ thì nó sẽ bỏ riêng và nó sẽ cộng thẳng cái chữ ninh này vào luôn. Ví dụ như pain tà là bán, chip là nhà, cái nhà mà đã được bán thì sẽ các bạn pan chip, pan chip, được chưa? Nếu mà động từ kết thúc bằng chip thì sẽ các bạn bỏ cái chip này thêm rin vào rồi cộng in, hơi khó ha. Bỏ đầu tiên nè, nếu mà gặp cái chip này thì biến cái chữ tờ này thành chữ r, sau đó cộng với in, trời ơi, rối não quá đúng không? Rồi coi nè, bài hát đã nghe, tịch tà là nghe. Nếu mà các bạn muốn chia là bài hát đang nghe thì là tịch ninh nổ rè, nhưng mà nếu mà chia quá khứ là bài hát mà mình đã nghe thì nó phải sẽ là các bạn bỏ chữ tờ thế bằng chữ r thì rồi thêm in vào thư rin nổ rè, thư rin nổ rè, thư rin nổ rè, được chưa? Rồi thư rin nổ rè. Tiếp theo với trường hợp là hít và phiếp thì nó cũng y chang nhau, là nó chỉ cộng với in thôi, cộng với in thôi là được. Chẳng hạn nạch tà cũng là sinh 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 đẻ đó, trong là cái tình cảm sinh đẻ hay người ta gọi là cái công sinh thành đó, thì các bạn sẽ nói là cái công sinh thành thì là gì các bạn? Đấy, nạch in tròn, nạch in tròn, nạch na in tròn ha. Rồi còn trường hợp nó là phiếp thì chúng ta cũng cộng y chang là in vào. Taxi là taxi, chạp tà là bắt taxi, cái chiếc taxi mà mình đã bắt, chạp in taxi, chạp in taxi, chạp in taxi, được chưa? Rồi như vậy ok, cái phần hiện tại là cô đánh giá nó dễ hơn, xuống cái phần quá khứ thì nó hơi khó nhớ một chút, nhưng mà bây giờ mình thống kê lại để nhớ cùng nhau, để nhớ cùng nhau nha. Đầu tiên nè, các động từ thường chúng ta cộng với các động từ bình thường chúng ta chia làm hai loại, có bạc chim hay không bạc chim. Thì có bạc chim thì chúng ta sẽ, các bạn có bạc chim thì các bạn phải cộng với in, in đúng không? Nếu mà không có bạc chim thì các bạn sẽ cộng niên ngay ở dưới cái động từ đó. Rồi trong trường hợp nói là riêng thì các bạn sẽ bỏ cái chữ riêng này đi và cộng thẳng chữ n vào cho cô, được chưa? Rồi đối với trường hợp là thiết thì các bạn chuyển cái bỏ chữ tờ thế bằng chữ r rồi lại cộng chữ in vào, được không? Rồi còn hai trường hợp này giống nhau. Như vậy là các bạn đã xong cái phần động từ rồi. Chút xíu nữa cùng với cô mình dợt lại bằng bài luyện tập thì các bạn sẽ có thể nhớ hơn được nhé. Và các bạn đang học thì nhớ lấy bút lấy vở ra để viết lại nội dung mà cô dạy nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua thì tương lai các bạn. Thì tương lai theo cô đánh giá thì nó cũng không khó lắm. Thì tương lai thì các bạn chỉ việc cộng in này hoặc là riêng này vào cho cô nha. Ví dụ các động từ mà cũng là chi là có bạc chim hoặc không bạc chim. Có bạc chim thì các bạn cộng in, không thì lại là thành là cộng rin vào ha. Ví dụ món ăn, món sẽ ăn là các bạn nó sao, mộc tà, mộc kinh ưng xích, đúng chưa? Nếu mà nhà sẽ mua thì nhà sẽ là gì, bạn mua là sa tà đúng không, không có bạc chim chứ, thì các bạn sẽ thế chỗ này thành chữ rin. Hồi nãy các bạn nhớ không, nếu mà là nó là quá khứ thì các bạn sẽ thế bằng chữ n, còn nếu mà là tương lai chúng ta thế bằng chữ r. Như vậy là san chip tức là cái nhà sẽ mua. Rồi động từ kết thúc bằng riêng thì luôn cộng danh từ, cái này đơn giản. Nếu mà nó là đã là kết thúc bằng riêng rồi thì cứ cộng thẳng vào danh từ. Ví dụ mạnh tư tà, mạnh tưng tà thì là thành mạnh tư xích, chứ không có mạnh tưng ưng ưng gì nữa nhé. Mạnh tư xích. Rồi
Động từ kết thúc bằng chữ ha, thì là sao? Bỏ chữ tờ này đi, thêm chữ r và cộng chữ ul. Tương tự với thằng quá khứ hồi nãy, nhưng mà mình thế cái thằng quá khứ hồi nãy là cộng chữ niên, là chữ n ấy, thì bây giờ mình sẽ cộng thành chữ r là nó ra hết, nó ra tương lai. Ví dụ thực tà nore, tức là cái bài hát mà mình sẽ nghe. Hồi nãy các bạn học là bài hát đã nghe là gì? Thuru nore, đúng không? Bây giờ mình bài hát mà sẽ nghe là gì nha? Thuru nore, hồi nãy là rin, này là r, hồi nãy là rin, này là r, phát âm ha. Thuru nore. Rồi, các động từ kết thúc bằng hit và pyup thì cũng tương tự là các bạn cộng thẳng với chữ un này luôn. Ví dụ nạp nguyên à kỳ em bé mà mình mà sanh ra, cuốn sách sẽ cầm lên, chị phun check, cuốn sách sẽ cầm lên, được chưa? Như vậy thì cái thằng cô thấy thì là cái phần mà tương lai á, nó na ná phần quá khứ, chẳng qua là các bạn chỉ việc thế tất cả những cái quá khứ chữ n hồi nãy thành chữ riêng là nó ra thằng tương lai, và hiện tại thì dễ nhất rồi. Như vậy là các bạn thấy là các bạn đã chinh phục xong định ngữ rồi đó, cũng không phải khó đâu, đúng không nè? Nhắc lại nè, định ngữ đối với động từ nó sẽ có gì? Hiện tại, quá khứ và tương lai, itta, opta thì luôn cộng với nin rồi. Còn hiện tại, quá khứ và tương lai, trong hiện tại, quá khứ và tương lai chúng ta lại sẽ chia ra, nó có những cái bất quy tắc khi mà liên quan đến riêng, chiếc, hiếp, phiếp. Đấy, thì nhưng mà thật ra khi đào sâu vào chi tiết và các bạn thấy nó có những cái điểm trùng, cho nên là chỉ việc dành cho cô một ngày học định ngữ thôi. Và các bạn phải học định ngữ thì các bạn phải viết ra, lấy tất cả những động từ, tất cả những tính từ mình biết được, ngồi đấy chia cho cô hiện tại, quá khứ, tương lai. Tính từ thì không chia kiểu vậy ha, nhưng mà đối với động từ thì cứ chia hiện tại, quá khứ, tương lai. Chia cho cô một cái từ đó mà hàng loạt những cái như là hiện tại, quá khứ, tương lai, chia liên tục, thì khi mà các bạn nói, các bạn sẽ trở thành thói quen. Thế là định ngữ không khó như mình nghĩ đâu. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn một cái bài tập nha. Bài tập nha. Rồi, đây là cái cách mà cô đã học định ngữ này các bạn. Cô sẽ viết tất cả những động từ mà cô biết được kèm với cái danh từ đằng sau để mà mình thêm thắt vào ấy, thì cô sẽ viết ra như thế này tất cả những cái cô biết được, và cô sẽ ngồi đấy cô chia hiện tại, quá khứ, tương lai, hiện tại, quá khứ, tương lai. Đây là cách cô học định ngữ thành công, nên các bạn cũng nên áp dụng nha. Ví dụ nè, sa tả là mua, ột là áo. Bây giờ cô muốn nói là cái áo đang mua, cái áo đã mua, cái áo sẽ mua, thì cô sẽ chia thử cho các bạn coi. Cái áo đang mua là sa nin ột, cái áo mà đã mua là san ột, cái áo mà sẽ mua là sal ột, được chưa? Tiếp theo, mộc tà là ăn, xích là thức ăn, ăn đồ ăn, ăn thức ăn, thì cô muốn chia là thức ăn mà mình đang ăn, thức ăn mà mình đã ăn và thức ăn mà mình sẽ ăn. Chẳng hạn mộc nín xích, mộc kinh xích và mộc kỳ xích, được chưa? Thực tá rồi, nó có bất quy tắc thì thiết nè. Cái âm nhạc mà mình đang nghe, cái nhạc mình đang nghe, cái nhạc mình đã nghe và cái nhạc mình sẽ nghe. Nhạc mình đang nghe là thực ninh xích, thực ninh mặc. Rồi, quá khứ là gì các bạn? Thư rinh mặc, mặc nha, mặc. Rồi, tương lai là gì các bạn? Thư rinh mặc, được chưa? Rồi, nhưng mà riêng với cái bạc tà, biệt tà, tực tạc tà thì các bạn cứ chi như bình thường chứ không cần chi kiểu này nha. Rồi, ịp tà và ba chi. Ịp là mặc vào, ba chi là cái quần, đúng không? Cái quần mà mình đang mặc, ịp nín ba chi. Cái quần mà mình đã mặc, ịp phun ba chi. Và cái quần mình sẽ mặc, ịp phun ba chi. Được chưa? Phát âm ấy, cái chữ un này thì mình nói lên bình thường là ịp phun, ịp phun. Nhưng mà nếu mà là tương lai thì các bạn lưu ý là cái phần vườm họng của mình, và khi mình phát âm cái chữ rin á thì nó sẽ đánh lên trên cái trần lưỡi. Khi mà các bạn dừng lại cái âm tiết thì đoạn đó cái lưỡi của mình nó đang dính ở trên cái trần miệng á thì nó mới đúng. Ibul, 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 bul bul, được chưa? Rồi, tiếp theo là nọc tà là bỏ vào, giăng nhôm là gì các bạn? Là cái gia vị ấy, thì chữ nọc ha, nọc in nè, nọc ul và nọ ul, được chưa? Bánh tư tà là kết thúc bằng riêng, đúng không? Khoa cha là bánh, cái bánh mà mình làm, cái bánh đang làm, bánh tư nín khoa cha, cái bánh đã làm, bánh tinh khoa cha, và cái bánh sẽ làm, bánh tư khoa cha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó chính là các bạn về nhà mở hết tất cả những động từ các bạn có, ngồi đấy chia cho cô hiện tại, quá khứ và tương lai, chia thiệt là nhiều lên, các bạn sẽ thành một cái thói quen. Và đây là cách cô học á, cho nên các bạn áp dụng theo ha. Và cái bài tập cho các bạn ngày hôm nay đó chính là các bạn comment cho cô những cái động từ mà các bạn chia thử
ở phần dưới để xem thử là các bạn có chỉ đúng hay không nha. Rồi, như vậy thì cái video của cô là kết thúc ở tại đây. Và thế là chúng ta đã cùng nhau chinh phục được cái định ngữ rồi. Và hy vọng là cái video này cô làm hết tâm sức á, hết công sức để các bạn có thể hiểu được rất kỹ lưỡng hơn về định ngữ và dễ học hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe kênh YouTube của Lash Academy nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Anh nhân, tôi mạnh này ốp.